anh em hạ địch xong nhận hai trang bị. They're not like us. Con Noman nhưng mà hai con tướng ba vàng ok hả? Chơi đi. Chắc được gì và pha sọng có một con Noman nữa này là cứ liều mạng chút đi anh em. Bạn này không có trang bị à? Tôi hiểu ghê. Hơi có Noman nào nhỉ? Ok, bọn này đi, bọn này đi, bọn này đi. Bắt đi. Chưa cái gì lắm đâu nhưng mà cũng tạm tạm. Thua bạn này. Thua bạn này nữa này. Không sao chơi. Buồn lâu rồi phải nhỉ. Bên tố cũng hơi khỏe, bên xui nhưng mà Vio tí đẹp là ngon. Hay. Đánh vật vào vật vờ thế mà cũng giữ được chuỗi thắng em ấy. May. May em gặp mấy bạn trùm trùm một tí. Nhưng pháo này vào đây cũng được. Anywho thì đồ này mình đang định đánh hắc ám thôi. Thường được 40 mana thì hắc ám quất thôi. Được đấy nhỉ. Đồ này tín đấy. Không cần nắm hoàng đâu, họ bán thần rồi. Trận năng trận này mình đánh ám bán thần. Rồi, cân nhắc tiếp anh em ơi, cân nhắc tiếp, cân nhắc tiếp, cân nhắc tiếp. Cần một chút cân nhắc tiếp đấy. Ui. Đừng xiên các bạn. Đâu thì đẹp quá kìa. Ok luôn.
10 điểm rồi, 10 điểm rồi anh em ơi. Mười điểm. Rửa con voi này ngon. Say Drake, I hit like a jerk. Tới mất một cái thương kia. Thôi đành chịu cái thương này thôi anh em. Ok, Vio bắn được nhiều phết nhỉ. Ai á, đau đớn rồi. Cái này nhiều nhiều tanh quá, nhiều đồ á. Ngân ca ra trước à? Cấm cái thương bắt đáy, ai thương bắt đáy. Mình sợ mấy bạn này đứng gần nhau xong rồi bạn ấy ăn đam nhau á. Ui tí lắm nhỉ, thôi. Đây. Quá đấm được nhiều phết này. Tí lắm. The door to another dimension opens now. Đứng đây cũng được. À đứng đây nó không kích được. Cho đứng đây đi. Theo theo theo. Các bạn là Pipo. Điều gánh ấy. Lên công ty phát. Chồng thế, voi công ty. Được rồi. Lên công ty phát nữa. Ngại thế nhỉ. Master of the secret martial art. Cũng được ta. Summer's day. I dare you. Ôi giời ơi. À, trận này không đánh bán thần rồi anh em ơi. Trận này là một cái trận hiểu. Ui đủ. Hai trận này là một cái trận gì gì đó rồi anh em ơi, không phải một trận bán thân của mình rồi. Hai thương này dễ phải đánh rồng. Chắc đánh rồng. Đánh rồng thì nên phải dồn đồ cho rồng một chút chứ không dồn đồ cho Ilu nữa. Hai con rồng. Như thế là trợ thủ nguyên tố gì đó anh em ơi. Chưa biết được. Kiểu đam đấy anh em ơi.
Lâu rồi con Zina này gánh phết. Zina này cầm thêm hai kết truy hồn hay quyền trượng Reha thì nữa là cũng điên rồ phết, đầu em điên rồ phết. Thú vị đấy. Được. Cho nào. Noman bây giờ vẫn đang khá là tín nhỉ, đang tí nữa phòng mấy vòng nữa mình phải thay hắc ám nguyên tố vào nhá, mấy hắc ám một nguyên tố một thôi, voi chín con voi hơi ít nhỉ, hay lại bỏ voi chơi thên nhỉ, bán thần chơi thên này, hai ba tanh, hay chơi Zina nhỉ, hay chơi pháp sư nhỉ, nhiều bài để chơi ha. Đồ floor xin hết rồi. Viêu tị. Chết. Mày. Liêm. Ok đấy anh em, cầm máu tốt, cầm máu tốt. Năng phải đi rồi. Nhưng mà này phải đi hết rồi. Trông hơi kỳ đấy mà thôi dùng tạm. Diêu đi được một phát thì ngon. Ừ, để con Azenka đứng đây cũng ngon. Là con ulti đi hai phát à? Thiếu một chút đam anh em ơi. Sao giờ mình thay máu thế là cũng ok rồi. À, thay máu của mình. Thiếu dầu. Con dầu ở đấy mình không sợ ai đâu. Voi 2 này tí nữa ơi. Em sẽ để cái Azenka ở lại đi, con Zeal bay xuống. Azenka được đấy nó ulti một cái pha khá là đẹp được đấy được. Teo bỏ nhá, không cần teo. Floor chắc cũng bỏ thôi, pha sau mình bỏ floor thôi. Bán thần thì cứ ở lại chơi một chút. You are welcome. Mong Azenka ulti được một phát anh em ơi. Azenka ulti được một phát cơ. Ulti được rồi. Giao chuyện thua 1-2 vòng. Yếu yếu 1-2 vòng rồi, tí nữa mình sẽ khỏe lại. Chưa ID này. Rất triển vọng anh em ơi. Lên mua lại được. Ôi, căng nhở. Giờ phết anh em ơi. Giờ phết anh em ơi.
Nào, đấy ở đấy là hơi dở đấy. Rồi cho con Arduino đi. Đừng cho lau vào cứu vãn lắm nhỉ, không có. Không có dầm thì có lau. Chắc ulti chắc không được hai phát đâu, nhưng mà Azenka chắc ulti một phát ở đây. Đứng ở dưới dưới một chút nó sẽ ulti được hơn anh em. Đứng trên cao kia ulti hơi khổ. Đóng băng nó đi. Ui yếu quá, yếu ít đam quá. Không được đủ cam tiếp này. Dở nhỉ, không may chết, không may. Không may nhả rồng cho mình có rồng mà đánh là cũng cũng dở đấy chứ. Con này 20 40 hơi ít mana nhỉ. Cho bán thần mình. Giờ phết anh em ơi. Tôi cho Azenka cái này đi. Đây cho nó. Bán thần à, hay định bán thần ta, định bán thần thì hơi ít đam ta, nhưng mà con lau này nó sẽ gánh được một chút, có hai cái thương này nó gánh được, con lau gánh được một chút, cầm truy hồn nó gánh, nó cũng cần đấy anh em. Voi công ty nào, ok, Azenka công ty đẹp mà giết ba thằng này. Đây rồi, khả năng mình sẽ vào này mình có thêm đồ các thứ. Ê, thì chết rồi, lại nhiều thương quá. Nhiều thương quá, chết rồi mà lại không có rồng nữa. Rồi thật đấy. Bao nhiêu con rồng anh em ơi? 5 con rồng anh em ơi, roll được. Chắc là roll được một con. Ê, mình rất cần rồng đấy. Thế à? Thêm thêm thì tí nữa nhá. Voi ba này anh em ơi. Ta lập lên voi ba sớm xong rồi chúng ta vào với bạn này không? Chút voi ba sớm không? Voi ba sớm thì còn vàng ở đầu các bạn này anh em ơi. Phải vàng ở đầu với bạn này liền. Ô chết rồi, một con nào cầm thượng. Ô chết bà rồi. Nó gọi đứng đây công ty cũng được. Lỗi đấy, phải lỗi anh em ơi. Và đến cuối mất Azenka mình cầm thương mình đẩy lên trên một chút. Nó có chắc phải này ăn xiên. Azenka chắc là vẫn đốt được một chút. Vòi bà trông cũng trâu lắm. 7 máu mình xử được bạn này là mình ấy đấy, pha đấy mình. Tiếc quá, mình xử được bạn này là xong rồi. Vòi ulti phát nữa. Không chết. A 2 1 thôi nó xiên mất rồi. Không xử được bạn này rồi. Tiếc quá, bạn này lại còn hai máu, bạn này các bạn khác rồi. Một cát. Thên bây giờ không có thên. Bán thần à? Từ từ. Quá nhiều thông tin anh em. Bây giờ ba thương làm sao mà anh bán thần được ta? Mình vẫn chưa thay cái thương kiểu con Azenka vẫn bay đi một pha ngu ngu kìa. Văn heo các thứ nữa. Văn mai heo nữa, trời ơi. Tính truy hồn hai con kia rồi. Anh kia chắc sớm muộn thì cũng đi thôi. Không đi rồi nó hồi máu rồi. Mà để pha lòng vòng thật đấy. Chưa ai đi cả, chưa ai đi cả. Rồng còn ba con. Đang cho Iru ở chơi rồi. Một, hai này, ba này. Con này lau đến đây này. Nắc, nắc cót vẫn bay được, con nắc cót cho hai đồ là bay được. Hai đồ bay được, con đồ này cho Iru. Con này cho Iru, truy hồn cho lau, rồi cho lau đi. Bán Iru đi. Thương cho Azenka, thương này cho Omen. Bỏ Inventor này. Cho mình đánh con Thên nữa. Thêm con Thên nữa. Vẫn chưa ngọc đạn, vẫn chưa chơi được ấy. Rồng cũng chưa có. Rồng. Khó đấy nhỉ.
Lau gánh thôi anh em ơi, tầm này vẫn đang lau gánh này. Lau gánh được không thì làm câu chuyện khác. Sách thánh nhá, chắc mình cần một sách thánh hoặc đại. Đại được. Illu, thế cho hai đồ này, Illu này. Và đồ lau cho Illu là được. Ok, này thôi, lau vẫn thổi góc kia vẫn gánh được. Illu thì được buff mana của con Nắp này. Truy hồn. Rồng một con này thôi, buff lên nhé. Thêm đi, khả năng mình đánh thêm đi. Thêm cho con Omen ở lại đi. Lau gánh với cả Illu gánh vậy, Illu đánh không cần đánh thường, sẽ ulti luôn. Có voi 3, có Illu. Mỗi tôi để đây con nắp có động không bay được đi. Thôi vậy, không cần nó bay đi đâu. Bạn này thì cũng không ai giết được ai, không mình cũng không giết được bạn này. Ồ, bạn ấy giết được mình. Đi đu bạn ấy điên đấy. À còn Lily bạn ấy điên đấy. Bạn kia ai chết không? Một bạn này chết này, bạn này chưa chết này. Này thì gặp mình. Thằng thằng chết này. Có sách thánh thì mình sẽ cho con cát vào nhé. Đổ cho voi à? Hay lấy truy hồn nhỉ? Voi cần uống ti không? Tính lấy thêm truy hồn cũng ngon anh em ơi. Cho thêm. Thêm không cần cho voi đâu, cho thêm cũng ngon. Cái này nó có sẽ không bay đi được. Voi xuống đây này. Lau ulti 3 này. Ok, thế nào cũng được. Cho nó có bay xuống dưới một tí. Lau không ulti được 3 này, không sao. Thêm bổ được một phát đúng không? À đuôi ulti. Không chết con rồng. Sao voi 3 mình chết rồi nhỉ? Con thền này vứt đồ cho voi đi. Cần ulti nhiều lần đấy, ulti cần ulti sớm lên các thứ đó. Voi ba sẽ ulti khá sớm rồi nhưng mà cần một tí đồ em ơi, cần một tí đồ cho nó rồng nhất quyết không ra mà 32 không lên được lên. Và cắt bay xuống đi. Sometimes you gotta pop at the show, nigga. Từ mắt cái bên kia. Con này em. Thương bắt đáy. Đấy, voi thì sớm hơn trông nó uy tín hơn anh em. Đây rồi, lại có thêm đồ rồi. Công nhận quả đấy mình cho con thêm hơi hơi ngáo. Mình cho thêm. Và vẫn nhất quyết không ra con rồng. Sao sẽ có thêm đồ, đừng chạy này đi rồi. Tầm này thấy bạn này đi bớt đi cho mình đỡ áp lực thôi. Con đi tầm 3 và xong. Tubeland, thêm một con Tubeland cũng được nha. Này cho khả năng cho lau đi. Lau đây. Nakot cũng được nhá. Này cho con cát này. Thôi cứ giữ thê lại nhé. Lily cũng ngon. Mình cho Lily vào. Thêm một tí. À không có pháp sư. Không có pháp sư nha em ơi. Trời ơi không được không được không được không được. Không được. Có pháp sư. Nào có được tìm một phát truy hồn nào. Đẹp đẽ đấy, hai phát truy hồn đẹp đẽ đấy. Lau ulti đẹp đẽ đấy. Con cát này thì mai giết. Đánh thường đánh thường đánh thường. Nhiều phát đánh thường lên mà không chết. Quyết nó không chết anh em mình nhất quyết phải không chết. Bỏ Lily nhá, mình xoay bài một tí. Bỏ Lily. Rồng vẫn chưa thấy đâu. Rồng đâu, báo con rồng. Con rồng. À,
bốn con rồng anh em ơi, không có rồng chúng ta lại thay thêm vào đi ra. Ba đồ cho con cát đi, trẻ trâu đi. Ôi ơi, áp lực quá, áp lực tâm lý quá. 6 máu, mình gặp bạn nào nhỉ? Nhớ gặp bạn nào ơi. Mày chỉ cần sống được thôi. Ở nhà phù thủy à, hai nhà pháp sư chứ nhỉ. Gì này đồ đáng hết cả tiền ạ. Cái tiền rồi. Cát xuống đáy bên này. Các mình bay xuống đáy bên kia thôi gì. Đi lưu pháp sư chúng sợ quá các bạn ơi. Chúng sợ hãi quá. Chúng phải không ổn lắm nhỉ. À chưa biết chừng nhá, và khi mình lại và lấy thêm đồ được. Ma cót bị ăn choáng rồi. Ma cót muốn đi được thôi đi rồi anh em ơi. Nó phải này đi rồi. Đi lưu một. Cố gắng cũng hết sức rồi nhưng mà không ra một con rồng nào anh em ạ. Cái quả không ra rồng quá. Thề mình có nhìn nhầm không nhỉ? Chẳng lẽ không ra rồng là thật? Chủ thật. Hôm 26 vòng không ra một con rồng. Thương anh em, 13 cái thương mà không ra một con rồng. Thế thôi em ơi, mình đây kết thúc rồi. Anh em thích clip thì like, subscribe và hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Bye bye.